Quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại chùa Ông Bổn, thành phố Houston. Xin mời quý vị tham dự và theo dõi ngày lễ vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên. Ông là người đầu tiên có công khai khẩn vùng đất Biên Hòa. Để ghi nhớ công lao của ông, hàng năm dù ở hải ngoại, những người con của đất Biên Hòa đều tổ chức lễ vía rất trọng thể. Buổi lễ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, ngày Chủ nhật 3 tháng 12 năm 2023. Sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. Chúng ta cùng nhau về hội tụ nơi đây. Thành tâm kính dâng cảm tạ đến công đức, bậc khai quốc công thần, cũng như sự hiển linh, phò hộ, độ trì của Đức ông cho chúng ta đến đây gặp nhau, hàn huyên tâm sự, có một chút gì quê hương còn động lại trong cuộc sống của chúng ta. Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đồng hương và thân hữu Biên Hòa đã hy sinh mọi việc riêng tư để cùng chung tổ chức cho buổi lễ được thành tựu và viên mãn. Kính thưa quý vị, ông là một vị tướng của nhà Minh. Vì không thần phục nhà Thanh, ông đã vào cửa biển Việt Nam xin chú Nguyễn tị nạn và từ đó cho ông vào Biên Hòa. Từ một vùng đất hoang sơ rừng thiêng vắng vẻ, Tổng binh Trần Thượng Xuyên đã một mặt nỗ lực huy động, đôn đốc đồng bào khẩn hoang trồng trọt, phát triển về nông nghiệp, một mặt khuyến khích thương nhân khuếch trương xây dựng phố xá, mở mang bến cảng, trao dồi buôn bán với thương nhân trong nước và ngoại quốc. Thuở đó, vùng đất này được gọi qua nhiều tên như Nông Nại Đại Phố, Giản Phố, Củ Lao Phố. Nhờ đó mà không bao lâu, cả vùng tả ngàn sông Đồng Nai, từ làng Bình Hòa cho tới Củ Lao Phố, đã trở thành một đô thị sung túc, đời sống của đồng bào không ngừng phát triển, lạc nghiệp, an cư. Ngoài tài đức, kinh bang tế thế, Đô đốc tướng quân cũng là một danh tướng dũng lược tài ba. Ông đã từng giúp chúa Nguyễn đánh tan nhiều mưu đồ phản loạn, thảo khấu nổi lên trong vùng, bảo vệ sự bình yên cho dân chúng. Để ghi nhớ công ơn to lớn, mở mang bờ cõi, hưng quốc an dân của Đô đốc tướng quân Trần Thượng Xuyên, chúa Nguyễn đã ban cho đại gia đình họ Trần này một tước vị rất cao quý, đó là Nguyễn Vi Vương, Trần Vi Tướng, Đại Công Thần Bất Tuyệt. Sau này, dù ngài đã quy tiên, nhưng các hoàng đế Minh Mạng và Thiệu Trì một lần nữa tấn phong cho ngài tước vị cao trọng là Thượng Đẳng Đại Thần Trần Thượng Xuyên. Vì công đức lớn lao của ông, chúng tôi dù xa quê hương bên này nước Mỹ, ở Cali hay là Texas, chúng tôi đều tụ về đây mỗi năm tìm lại một chút hương ấm của quê hương và kính bái cảm tạ công đức của một vị công thần đã khai phá ra Biên Hòa. Chương trình lễ vía của Đức ông mỗi năm, phần quan trọng nhất là phần nghi lễ, đó là những phần nghi thức mà chúng tôi đã tập dượt mỗi năm cùng nhau dâng tất cả những niềm tin và kính bái đến ông qua những nghi thức dâng rượu trà. Sau đó cái phần chánh đó là cái phần là dâng chúc để tỏ lòng biết ơn và xin Đức ông phù hộ và độ trì cho tất cả dân Biên Hòa cũng như tất cả mọi người có niềm tin đến đây dự lễ ngày hôm nay.
Buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền trong bầu không khí rất trang nghiêm. Người người cung kính, tiếng chiên trống bát nhã từng hồi, giọng sướng tế oai nghi hiệu lệnh, ban lễ vía, tiếng lùi lại xá trước bàn thờ ông, nơi lễ vật được trưng bày trang trọng. Hải Yến Hà Anh Phong Đều Vũ Thuận, bảo bọc chúng sinh, lưu nhân tích đức, dẫn sinh phú túc, lạc nghiệp an cư, đều viên sung mãn, quả đắc hoa khai, công thương phát đạt, vạn sự kiết tường, trí tuệ hanh thông, sĩ phu hữu lợi, nhân cương vật hạnh, ngưỡng vọng thần linh, giảng lâm chứng chiếu. Rất đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu đến tham dự, cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ đến ông, sau đó cùng nhau thọ lộc. Chỉ có đến tham dự mới cảm nhận được sự bồi hồi, rung động tình quê nồng ấm trong tâm hồn. Hồi tôi là người ở Biên Hòa mà mỗi năm thường tới 23 tháng 10 là cúng lễ của ông Trần Thường Xuyên. Bây giờ qua đây mà thấy anh em ở Biên Hòa cũng nhớ tới cái ngày mà Đức Thượng Đẳng Trần Thượng Xuyên. Tới đây thì tôi gặp nhiều đồng hương, thành ra tôi rất là vui, nhớ tới cái quê hương của mình. Mỗi năm tôi đều tới đây để gặp những người đồng hương, bạn bè, để hàn huyên tâm sự những kỷ niệm trong cái thời gian còn ở Biên Hòa, ở quê nhà. Khi mà sống xa quê hương, vẫn thấy tình đồng hương đến với nhau như vậy, cảm thấy rất là ấm cúng. Chúng tôi có phần ẩm thực. Phần ẩm thực năm nay có được sự ủng hộ của nhiều đồng hương và thân hữu đến đây. Thì trong thân tình, chúng tôi chỉ gom góp được một số nào để làm cho được một cái bữa lễ trang trọng, và cái phần ẩm thực tuy đơn giản nhưng mà rất thấm tình của đồng hương. Tôi yêu quê tôi, một cù lao sông phố. Tôi yêu quê tôi, dòng đông. Vừa rồi là những hình ảnh trong buổi lễ vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên được tổ chức tại chùa Ông Bổn, thành phố Houston. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.